Sáng nay, Ban soạn thảo xây dựng nghị quyết về vị trí việc làm và nghị quyết cải cách chính sách tiền lương mới của khối Quốc hội đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban soạn thảo nghị quyết Nguyễn Thị Thanh. Nghị quyết về vị trí việc làm của khối Quốc hội được áp dụng đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu Lập pháp, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Kiểm toán Nhà nước. Đến cuối năm 2021, việc xây dựng vị trí việc làm của các cơ quan, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Kiểm toán Nhà nước đã cơ bản được hoàn thiện. Riêng đối với Văn phòng Quốc hội, do một số vị trí việc làm chuyên viên cao cấp có tính chất tương đối đặc thù, nên cần xin ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương để điều chỉnh. Đối với vị trí việc làm của các chức danh đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, Ban Công tác đại biểu đã xây dựng xong bản mô tả, khung năng lực các vị trí, phó trưởng các cơ quan của Quốc hội, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, phó trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, ban thư ký, trợ lý. Ban soạn thảo cũng chủ trì, phối hợp với các bên liên quan để xây dựng nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các ngành tòa án, kiểm sát và kiểm toán nhà nước. Tại cuộc họp, Ban soạn thảo, đại diện đến từ các cơ quan cũng đã thảo luận, trao đổi thẳng thắn về những khó khăn trong việc xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực để xác định tiền lương mới theo vị trí việc làm, đề xuất các phương án để triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả theo đúng quy định. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ban Công tác đại biểu đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Quốc hội và Đảng đoàn Quốc hội về vị trí việc làm, chính sách tiền lương mới, nhấn mạnh thời gian từ nay đến phiên họp tháng 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thông qua nghị quyết về vị trí việc làm và phiên họp tháng 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thông qua nghị quyết về tiền lương đang gần kề. Do đó, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, không thể trì hoãn, đề nghị các cơ quan đơn vị tăng cường công tác phối hợp, trao đổi để thống nhất, đồng thuận, đảm bảo tối ưu sự phù hợp trong từng vị trí việc làm cơ sở để thực hiện chính sách tiền lương mới tại mỗi cơ quan.